Huấn luyện viên Park Hang-seo đã tổ chức cuộc thi sút trúng xà ngang với cầu thủ có khả năng sút tốt nhất của đội tuyển và Công Phượng là người được chọn. Một cú sút khá giá trị vì nếu ai thua sẽ phải mời toàn đội một bữa hamburger. Nếu quý vị nghĩ rằng đây là một cuộc chơi không cân sức thì hãy nhìn cú sút này của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cuộc thi diễn ra căng thẳng khi không ai thành công trong 7 lượt sút đầu tiên. Phải đến lượt sút thứ 8 thì chiến thắng mới được quyết định. Công Phượng sút trúng xà ngang đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ vừa là chủ trì trong bữa tiệc hamburger với khoảng 30 khách mời là các cầu thủ và ban huấn luyện.